Đây là bí mật kinh doanh bánh mì đã kiếm hàng trăm triệu một tháng. Đó là câu hỏi cực kỳ quan trọng khi chúng ta mới ra khởi nghiệp kinh doanh mô hình bánh mì. Câu hỏi này là câu hỏi bạn giúp cho ai? Ví dụ như bánh mì của bên Duy đang giúp cho những bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng có những bữa ăn nhanh vào buổi sáng đó. Và câu hỏi thứ hai này, bạn tạo ra giá trị cho ai? Thì cái ổ bánh mì của bên mình đang tạo ra giá trị cho ai? Ổ bánh mì của mình đang tạo giá trị ra cho những bạn học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Câu hỏi tiếp theo, khi chúng ta mới bắt đầu ra khởi nghiệp thì chúng ta phải hỏi câu hỏi ai là khách hàng quan trọng nhất. Ví dụ như mô hình bánh mì bên Duy đi, thì học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng là khách hàng mang lại nhiều doanh thu nhất cho Duy. Câu hỏi tiếp theo này, khách hàng của bạn là ai? Ví dụ như bên Duy là một mô hình nhượng quyền kinh doanh đi, bên Duy sẽ hướng dẫn cho khách hàng của mình kinh doanh mô hình bánh mì. Và khách hàng của mình có nghĩa là khách hàng, những người ăn nổi mì đó là khách hàng bên nhượng quyền của Duy. Đấy, nên là cái khi mà chúng ta mới ra khởi nghiệp ấy thì chúng ta luôn phải đặt những cái câu hỏi này để chúng ta biết được khách hàng của chúng ta là ai. Bên Duy đang có chương trình học kinh doanh miễn phí 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào đăng ký nhanh sẽ được học miễn phí. Hãy đăng ký dưới video này. Để mà kinh doanh chúng ta có tiền và có được rất nhiều tiền thì anh em phải thuộc lòng trong đầu 5 cái yếu tố này. Yếu đầu tiên là chúng ta phải bán hàng được cho nhiều khách hàng, hàng trăm, hàng triệu khách hàng. Yếu tố thứ hai ở đây là chúng ta phải bán nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Cái yếu tố thứ ba ở đây là chúng ta phải bán được hàng lặp đi lặp lại, liên tục, mua hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lặp đi lặp lại liên tục cho khách hàng. Và cái yếu tố thứ tư ở đây là chúng ta phải bán được hàng giá trị cao. Ví dụ như sản phẩm của chúng ta đang bán là 20.000, chúng ta có thể bán lên 200.000. Và ví dụ như sản phẩm chúng ta đang bán 2 triệu thì làm cách nào đó chúng ta phải bán lên được 20 triệu. Đó là sản phẩm giá trị cao. Và cái yếu tố thứ 5 nó rất cực kỳ quan trọng nhất trong tất cả mọi yếu tố, đó là chúng ta tối ưu về mặt chi phí bán hàng. Để làm sao mỗi một lần chúng ta bán chúng ta đều có lợi nhuận. Chúng ta gia tăng khách hàng tiềm năng chúng ta có lợi nhuận. Chúng ta bán nhiều lần chúng ta đều có lợi nhuận. Tất cả những hoạt động bán hàng đó chúng ta đều có lợi nhuận. Anh em phải thuộc lòng 5 yếu tố này trước khi mới bắt đầu ra kinh doanh khởi nghiệp. Ok anh em nào có những cái ý kiến hay thì có thể bình luận ở phía dưới video này để anh em cùng học hỏi. Anh Duy ơi, hướng dẫn cho em bán 200 ổ bánh mì trên một ngày. Cách để bán được 200 ổ bánh mì trên một ngày, đó là anh em nhớ này, những khách hàng đó ở trong cái bán kính của cái điểm bán của anh em là 500m. Anh em nhớ khoanh vùng cái cửa hàng của anh em, khoanh cái bán kính là 500m. Rồi làm sao đó để anh em có được khoảng 20.000 người ăn thử cái ổ bánh mì của anh em. Câu nói ở đây là 20.000 người nhá. Khi 20.000 người đó ăn thử thì mình ví dụ thôi, chỉ có 20% thích thì chúng ta sẽ có được khoảng là 400 người thích cái sản phẩm đó của anh em. Và người đó sẽ quay lại ăn bánh mì của anh em liên tục. Anh em cứ làm sao để tặng miễn phí hoặc để những cái chương trình để tiếp cận được 20.000 người ăn thử bánh mì của anh em thì cửa hàng của anh em tự nhiên sẽ có 200 ổ bánh mì bán ra mỗi ngày. Đây là cách Duy đã làm. Và những lần Duy khai trương như vậy, Duy luôn tạo ra những chương trình ăn thử bánh mì miễn phí hoặc là chương trình mua một tặng một trong một tuần đầu, một tháng đầu tiên, để quanh cái bán kính khu vực 500m đó có 20.000 người có thể ăn được cái bánh mì của chúng ta. Và 20.000 người đó sẽ yêu thích và sẽ quay lại ăn tiếp tục lần 2, lần 3, lần 4. Và người ta sẽ quay lại và giới thiệu thêm người thân, bạn bè nữa. Nên anh em nhớ làm cách nào để có 20.000 người ăn thử bánh mì của chúng ta trước. Rồi 20.000 người đó sẽ có người thích, người ta sẽ quay lại. Để anh em sẽ đạt được cái mục tiêu bán 200 ổ bánh mì trên một ngày. Chúc anh em kinh doanh bánh mì thành công.